my god, are you? Oh my god. Xong lên. Đạp cửa xong vào là boss. Đây, 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 nghề của bố. Má cái súng nhìn quế vơ lên á. Ôi, cái gì? Cái gì nữa? Bà ơi, thanh niên móc lớp rồi mày. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Chú còn non lắm. Cỡ tôi là còn đẻ ra được chú đó. Tôi phải, chú phải gọi tôi là ông nội đó. Nghĩ sao vậy, chơi người lớn à. Má. Cũng hên đấy, nó bắn ngay vú. Không thì thôi, nó bắn ngay tim chết bà rồi. Thuốc, thuốc đâu, thuốc đâu. Uống vô. Cho có sức khỏe, chơi tiếp. Đó, cảm giác rất là yolo. Yolo. À, im chờ trong cái coi chạy ra đi, chạy nhanh. Má, ôm bụng đi chứ, thiệt đấy. Oh, wow, wow, wow. Không chạy được các bạn ạ. Má còn ngồi nữa thiệt hết đi. Phải đi chứ. Ui 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 chổng mông lên mà chạy. Ui ui chạy chạy. Bóng nè cái nó di chuyển luôn nè. Không phải rồi. Ngồi đấy chứ. Ôi kiểu như ồ phê quá. Ồ phê quá phê quá. Ồ ồ fuck you man. Nghĩ sao chọn đó vậy. Ồ thôi nó vô bên trong rồi. Má đi chung chỗ này xui vơ cơ lơ ra. So much for keeping this friendly. Damn it, I'm in no mood to jest. What? Đùa nhau à? You said you had proof. Where is it? Cái nồi. Cô nên biết là tôi đi theo cô, tôi phải chịu những thứ này nghe không hả? Cô khôn hồn làm cho mọi chuyện có. Ồ, cái gì đây? Chỗ đéo gì thế này? Chúng ta phải thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, tại vì cái cửa đó nó không có chắn lâu được đâu. Và chúng ta còn phải, chúng ta còn đứng đây dạo chơi nữa. Đi lên nào. Thật sự là mình không biết là đi đâu nữa chứ. Cái cửa này sao không mở được. Đây đằng kia, đằng kia có một cái cửa, nhưng mà chỗ này không có đường đi qua. Rốt cuộc là mình nên làm cái gì đây ta? Cái chuyện ngay cửa đằng đó mà là không có chỗ đi qua. Đó đúng rồi. Mình vẫn chưa hiểu lắm. À đây có cái cửa, để mình mở lấy thôi. Cửa bị khóa rồi. We need to find another way. Perhaps it can be unlocked from the other side. Còn này là gì đây? Không quan tâm. Nhắm với cái nồi đấy đó, đúng rồi cái cửa rồi nhưng mà có cái gì đây? Kéo thử coi. Kéo. Đẩy, đẩy, đẩy. Kéo, kéo, nhanh lên, nhanh lên. À rồi, hiểu được sơ sơ mọi thứ rồi. Nó có cái chỗ để mình đi ngang qua nè. Mình nghĩ là vậy. Nó mình vừa mới kéo lại đây. Cứ giữ chỗ đó nha. Để lên check lại cái nè. Bên chỗ kia, đi lên hướng này. À đây, đây, cái chỗ nhảy ở đây. Đúng rồi. Quá đẹp. Nhìn qua chỗ kia bằng cách nào? Ngay đây hả? Mình nhảy thẳng qua bên kia được. À rồi rồi, hiểu rồi. Nhỏ kia nó kéo giùm. Vãi thì chứ. Đúng rồi, kéo nhanh lên. Để bố qua. Ok, mình nghĩ là xong rồi. Nhảy. 1, 2, 3, nhảy. Ok, ngon. À thì ra có nghĩa là mình thoát ra được tới bên đây rồi, mình có lẽ mình phải mở cửa vô nhỏ đó đi ngang qua. Đúng rồi. Knight, over here. On my count of three. One, two. They're in here, hurry!
out! Lock the door! Don't let them out! Mấy tụi nó đông như chó vậy trời. Đã thấy bắn bắn đủ là súng đi. Bắn rác vãi nồi ra. Đây, một em. Em nào nữa ra nấu đi. Pin. Pum. Đập đạn nữa chứ vãi nồi. Cặp em. Đâu rồi, ra hết đây. Fuck you man. Fuck. Chưa chết. Ồ, nó ăn gần 3 viên đạn rồi đó. What the fuck man. Nè nè nè, thanh niên manh động xông lên đó. Đâu đâu, đây đứng đó nè. Bắn súng như xé rượu. Còn ai nữa không, ra hết không đi. Bố không thích cằn nhằn nha. Ra lượt cho rồi, vãi thanh niên ra từ từ ấy chứ. Kiểu như ra hướng top vậy. Mấy cái này thử coi. Ok đi. Ờ, khi đây. Má, sao đi bộ rồi? Fuck me, má. Này, phải không? Đã hiểu ý nhau, chúng ta hiểu ý nhau đó. Johnny. What is he doing here? Devi, it's all right. You can speak freely. Devi, go on. It is the same as the airship, Rani. The cargo is bound for the Americas and the West Indies. How many? More than twice the last shipment. They are making up for lost time. This shipment cannot reach the shores of the new continent. There's more. Security is on high alert. His name was mentioned. They are arranging a meeting. We may be in luck yet. Whose name was mentioned? One of your esteemed lords. If he's coming here for a meeting, then you shall see for yourself. Look at the cargo night and talk to me of fantasies. Rani, kya aapko us pe vishwas hai? Vegan aake to hai ki samajhne ke baad ho gaya, to wo zarur sunega. Agar usne nahi baat mani to, then he shall be dealt with. Mấy con nhỏ này vẫn thuộc lại chưa có hiểu nhau mà nó cũng không có tin tưởng mình nữa. Nó kiểu như nó muốn cho mình biết cái thấy được cái bằng chứng nhưng mà nó lại không muốn hiểu mình cho lắm. Mình cũng không có thuộc lại, cũng không tin hai con nhỏ vậy lắm tại vì nó cũng chưa cho mình thấy cái minh chứng được cái vấn đề là mình đang cần biết là cái gì đây. Nó đang cố gắng dẫn mình tới chỗ đó rồi cố gắng giải thích. Thấy gì nữa, chỉ đi. Đâu, cái gì? Đâu? This for Argo never, gì đây? Never mind. Giờ tiếp là get to the Troy Dock. Chúng ta phải tới cái chỗ gì đó mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà ta phải tới cái cảng đó. Làm cái gì đó thì mới thấy được. Mình nghĩ chắc là cái cửa này đây. Mở ra, mở ra. Đâu, có gì không? Có gì hot? I need you to go and guard the escape routes. Well, Rani, I should escort you. It is my duty to protect you. Devi. Mấy nhỏ này nó muốn đi theo bảo vệ cái con nhỏ này mà nhỏ này không cho. Nó là nữ hoàng mà. Queen mà, lo gì? Lỡ có chết thì có người khác lên thay, không sao, bình thường. Bình thường thôi. Lên. Đấy, tôi lên đấy được. Thực sự là mình không muốn làm mấy ba cái chuyện phi pháp này cho lắm.
Nhưng mà kệ, lỡ rồi, thôi làm luôn. Đu, đợi tôi với. Đây, đây, có đồ kéo lên đây. Một, hai, ba, kéo. Kéo cho có sức khỏe. Kéo mà là fuck man. Đẩy đi, sao mày không tự đẩy đi, bắt tao đẩy chi mày. Mẹ hư nút ít mẹ rồi. Lên game đi đâu mà toàn quick time event, bấm ít ghiền luôn chứ. Rồi sao? Nhảy, nhảy, đúng rồi. Đi, đi trước đi, đi trước đi. Lên. Đấy, vãi cái thăm dò. Trên đây có người nhá. Thấy gì cưng? Một, hai, ba, ba đứa, ba đứa. Rồi sao? Hay là mình duyên đông cách tay giống hồi nãy rồi, nhỏ này bắn. Có gì đâu, bình thường thôi. Ờ đây, để anh, lên trước. Ôi, hết tròn. Nhảy cho ổn rồi nha ba. Thấy cái này hên xui vậy. Quay, thêm một cái quick time event nữa chứ. Mình cứ tưởng là rớt con nhỏ này chứ. Nhỏ này còn hên á. Nhờ công mình á. Lên. Đông quá nổi. Một thằng. Chỗ tại Assassin's Creed. Ok, ngon chưa? Ui, nó thấy. Má chưa gì lên, mấy này bắt mắt đại bàng mẹ rồi. Rồi, xong. Vâng, cảm ơn nhiều. Nhờ nó là nguyên cái xóm này biết hết mình ở đây đó rồi. Vậy thì chứ nhiều lúc tèo mà mấy thằng quần. Hó, mày chết đầu tiên. Hết sợ cái cưng. Ủa, cái này cũng phải không bao giờ vừa đâu. Nhìn nó giống như Kay Thompson nhé. Ui, nó vừa mới bắn cái rãi gì vậy? Ủa, cái thằng này bắn ngược cái chục viên nếu chết. Nè, vậy là thằng này như sniper là nghề của anh. Ui, cái gì vậy? Hết cơ hồn à. Phải nào thật chứ. Đây. Đây. Đấy, đúng rồi, mình nghĩ là sniper sẽ chết nhanh hơn tại vì cái này đam khá là cao. Cho nên phải dùng cái súng này để hạ mấy thằng như đó thôi chứ không có nói nhiều được. Thở lại như này, phải làm như thế thì nó mới tỉnh ngủ, nó biết mình đang nói chuyện với ai. Ok, còn ai đâu. Ra hết luôn đi, trời. Lăng nhăng. Giờ xong là chuẩn bị có thằng mấy thằng khác chui ra nữa chứ. Đà là gì, mình không thích cho lắm. Làm cái đó nó hơi loãng, với lại kiểu như làm cái đó nó làm mình khá là khó xử lý, nó ra bất ngờ quá. Sao không biết bắn trúng luôn ta. Nó cái tướng đó kìa. Lấy súng nhắm bắn đi. Pam, một em. Khó bắn á. Pam. Đồ mày mấy ba. Còn ai không? Đòi rồi, thấy bị bắn mà không thấy ai ha. Đó, đồ nhau hoài cứng. Nó còn 9 viên à. Quá đẹp. Hết chưa? Cái nó hết rồi, để mình đổi lại súng ra. Thôi đi. Đâu rồi? Cái chỗ quá gì vậy ta? Ôi cái gì? Sniper kìa. Nó nghĩ sao bắn chúng nó tới ta? Yeah. Mấy đồ bố rồi. Giờ sao nhảy xuống đây? Thế đéo nào? Take out the guards. Mình giết hết rồi mà. À đây, có cái thằng máy. Phải nhanh hơn không? Nha. Thang máy thì nó tiện lợi quá đi chứ. Thang máy thì đéo nè mà phi quay vậy. Nè. Quay mệt nghỉ luôn à. Bởi thì chứ. Oh yeah. Hết đường. À đây hình như có chỗ nhảy phải không? Nhảy không được. Ủa, má, có nó nằm dây ở đây. Cắt dây nữa, phải rồi.
mình nghi chỗ đó rồi nhưng mà không nhảy qua được cho nên nó phải vô quân phía ngoài ông trời. Nó chèn vô đó kìa. Đạn. Ok, đi tiếp nào. À, giờ này ho quá. Nữa nè. Cái cây này là mình đi từ cái cây gì ASVL trong Battlefield 4 á. Nhìn khá là giống. Nhưng mà nó cũng có nhược điểm khá là giống cái cây đó là bắn xa không nổi. Bắn gần thì kiểu như thuộc loại vô địch con mẹ rồi, nhưng mà bắn xa thì khá là yếu. Cái này mình nghĩ là cũng là vậy. Nó được cái bắn nhanh gọn mà đạn kiểu như tốc độ bắn đó ảo lòi, nhưng mà bắn xa thì hơi khá là khó. Ok, xong hết chưa? Mình nghĩ là chắc đi đường này. Đi bóc lốp, móc lốp rồi đó. Hey yeah. Đâu. Đây. Ê. Thanh niên gì hèn hả mày? Ra nó đại đi rồi đó mà chịu bị đặt trốn chốn nữa. Vãi thanh niên thì chứ. Ôi. Lộn phòng rồi. Lộn tầng luôn rồi. Chị đâu vậy? Chị như đúng rồi ấy. Nó không thấy mình ở đây sao? Nó không sợ là gì luôn. Xuống có ít đạn không? Xông lên. Đạp cửa xông vào. Đấy, cái mấy cảnh này mà xông lên mà đạp cửa vào á là a boss. Được chứ đi. Quite an array of weapons. Nothing strange about it. The company exports munitions around the globe. It doesn't strike you as odd that the dock guards are armed to the teeth with the latest weaponry? Enough of your speculations. Let's find what you brought me here for, shall we? This way. On my mark. Be prepared to cover me. Deserted. A very ill omen. They must have fallen back to regroup. We might only have a small window of opportunity before they return. Now, the proof woman. As you wish. Now. Inspect the cargo. Look for any distinguishing marks on the crates. The crates we are looking for have the company's. Okay, nhiệm vụ bây giờ của mình là phải đi tìm cái hộp gì đó mà tụi nó có cái dấu hiệu trên cái hộp. Mình không rõ là cái dấu hiệu nó như thế nào, nhưng mà có vẻ như có những cái hộp mà nó không có gì cả, và một cái hộp có những cái dòng chữ hoặc cái dấu in gì đó như thế này. Mà thật sự đó không phải cái hộp đó. Không có gì hết. Nothing. Có số. Không thấy gì luôn. Không thấy gì hết. Phải đi tìm dần dần từ từ thì mới thể thấy được cái hộp đó nằm ở đâu. Có dấu hiệu nhưng mà là không có gì hết trong đó. Thử hộp này không ta? Ôi, có cái nút bấm. Đúng rồi, đây cái hộp đó đây. Mở ra rồi coi xem cái gì nằm trong đây đây. Mình cũng khá là tò mò. Là nó dẫn mình đi một cái nơi như thế này. Bắn gần như gần cả trăm tên địch, nhưng mà vẫn không biết rõ là cái nội dung mà mình chuẩn bị thấy là cái gì hết. Mở ra coi. Cái gì đây?
Quay vô cho ta nhìn cái coi. Cái gì vậy? Idol, Idol. Cái quần quay gì vậy? Mấy cái rộng á, vampire, what the fuck? Ê, vampire, nhìn mặt cute vậy? Không phải cute lắm, nhìn mặt kinh gọi nó. Nhìn nó không giống như con người sói nữa, mà nó thuộc là đẳng một cái level cao hơn của con người sói, mặt bự hơn nhiều. A whole new level of bullshit đó, man. Cô cho tôi coi cái gì vậy hả? 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 Cô biết cái thứ này là không thể đùa được không hả? Má. Sao cái dân tụi nó lại giấu cái thứ quái quỷ gì trong đây? Ơ định con mẹ nó. Ơ đù. Nó còn sống. Má giật của mình à? Phải thì chứ. Yên nghĩ với anh bạn. Tôi cũng không muốn thấy anh bạn nằm trong đây đâu, nhưng mà nhìn anh bạn vãi nổi quá. Đâu vậy? Cái quần què mới xảy ra gì? Mình có nên tiếp tục tin cái con nhỏ này không? Holy shit. Oh shit. Bộ nó sản xuất macaron mà. Hả? Vãi không? Sản xuất macaron. Oh shit. Cái này đúng là shit just got serious. Đúng là nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, trong khi có một đống xác mà còn nằm trong những cái thùng như thế này, chúng ta nên đốt nó hả? Đừng để nó đẻ trứng. Nó mà đẻ trứng là chúng ta chết mẹ rồi. Nó có cả nguyên cả một đội quân ngay đây nè, mà cái thằng quân này nó vẫn còn sống, thì có nghĩa là những cái con ngay đây nó cũng có khả năng còn sống. Má, cái nào cũng có đánh dấu. Quái nồi thật chứ. Má, nó định xây nguyên cái đội quân ở đây sao? Đốt mà. I'll light this one. Prepare another. Sao đéo cháy? What the fuck? Má, hộp diêm gì dở ẹt vậy? À, bấm phải giữ nữa, quên nhầm. Xin lỗi các bạn. Pam, một con nữa đi. Còn khoảng 999 con nữa mới xong. Má, chắc này phải các bạn phải coi tới cỡ khoảng này mình cũng không biết là bắt mấy, mình quay liền mạch luôn. Thì phải bắt còn mấy trăm con nữa, chứ phải tới bắt 100 mấy thì mới hết được game này. Ok. Các bạn nhớ kiên nhẫn coi hết mình để giết mình giết hết lũ này nha. Ok. Làm tiếp nào, đốt đi em. Fuck man. À, cái thể loại gì? Đốt. Chị đâu vậy? Đốt chưa xong mà. Đốt có hai con vậy thôi hả? Em nghĩ là em đang đi đâu? Lên lầu. Lên đi đâu? Bình thường thôi mà. Bình thường những con đường thật sự. Tìm cái quần quầy gì nữa. À đây. Đúng rồi, nhỏ này thông minh đấy chứ. Mình thích nhỏ này ấy chứ. Đổi cái thằng Lafayette với con nhỏ này hay hơn á. Nhỏ này ít ra nó cũng có lợi ích nhiều hơn là đối với thằng quỷ kia. Thằng quỷ kia thật sự nó không làm được cái gì hết. Ok man, đi tiếp nè. Vũ khí nè. Cái đây đạn nè, đúng rồi. Ngon cơm. À, chúng ta phải đốt trên này nữa chứ phải đốt dưới không. Đúng rồi. Má, một cái nù trong đây. Tới giờ đốt rồi. Này đúng nghĩa là đốt nhà luôn á, đốt công xưởng á chứ. Nhiều lúc mình cũng muốn đốt cái gì đó lắm chứ, nhưng mà tự game này cho mình một cảm giác là phấn khích khi đốt một cái gì đó. Là cái tụi này là tụi vampire, là tụi macaron. Đốt chết mẹ nó đi. Đéo là tao đang đốt mà, để đi cho tao đốt coi. Tao tưởng là bay chết hết rồi mà. Chết đi. Vãi nồi thôi chứ, đâu ra vậy? Đấy, vãi thanh niên xuất hiện như đúng rồi. Thế mà mình tưởng nó chết rồi chứ. Ôi. Đông thế nhỉ. Ôi. Bòm, mém đi trúng ngay người rồi. Đấy, đang bắn. Tự nhiên thèm ba roti VL ra. À, xin lỗi các bạn nhé. Cái đó là suy nghĩ đây. Tự nhiên nó chợt nghĩ trong đầu á. Chứ không hả?
giờ mấy giờ chiều rồi mà thời gian đâu nữa đâu mà đi mua bánh bây giờ. Chúng ta đang giữa một chiến rất là căng, con mẹ nó thẳng. Thì chúng ta lại rất là đói bụng và mình nghĩ là mình phải làm xong nhiệm vụ này, mình sẽ nghỉ để tìm cái gì đó để ăn, chứ không thì thôi chết mất. Ok, ngon ở đâu đúng không? What the fuck man? Hey, flush me, destroy the tree. Chúng ta đốt rất là nhiều rồi mà. Ồ, chắc chúng nghĩ chúng ta đi xuống nè. Nhanh đi. Nhanh, rồi ok. Còn đốt gì nữa không? Đốt một lần luôn cho xong. Lần sau chúng ta kiểu như là làm giống như Battlefield á, lái thẳng một cái xe thùng xăng vào. Sao cái tổng xưởng này nè, đó, kích nổ. Bam, like a movie. Nó giống như một bộ phim ấy. Xong thẳng vào. Fast and Furious. Ok. Còn đốt gì nữa không? Đốt luôn cho nó tiện. Ra nữa. Ô, tướng bốc quá ta. Xuống gì vậy? Ô, cái gì vậy? Hết hồn. What the f... quần quần rồi vậy? Nghĩ sao vậy? À đây. Chú tưởng chú muốn móc lốp tôi là dễ lắm mà. Nằm mơ đi nha. Thì đó mới kêu là ghét cái thằng này, kiểu như nó không ăn một lần luôn. Nó ra lắc nhắc là mình không để ý. Rác quá. Cái gì vậy? Cháy rồi nè. Súng này khó bắn quá ta. Kiểu như bạn phải nhắm thẳng là sao, kiểu như là kiểu như là trực diện mà có thể là đảm bảo chúng má nó gục luôn rồi. Đảm bảo chúng thì mới thể bắn, chứ kiểu như bắn kiểu thấy sơ kiểu nó cũng khó là thế này là chúng lắm. Ha, này kiểu như bất tử mẹ uống thuốc gì đó vô là bắn như đúng rồi. Thang rác vậy, thấy mày niệm đi đéo thay cho mình được một giây sao. Fuck you bitch. Quẩn nó mặc giáp hả? À? Đến có mệnh. Hồ mà nó bắn xuống phóng lụ đấy chứ. Chết lên được chứ. Chết đi. Không có súng ngắn ở đây rồi. Oi. Không. Đùa như thế không có vui nha bạn Hiền. Thằng Quân nó vẫn còn sống. Đéo tin được thì chứ. Oi cháy rồi. Cả khu đều đang cháy. Cháy lên đi, đường thiên cao nguyên. Mình đang đi với một con nhỏ Ấn Độ. What the fuck. Bắn đi. Á, thằng này cho bò thì chứ. Trời ơi, chết đi mày. Má, bố lại mày chết đi. Quái thôi. Chết chưa. Á đù, còn thằng nữa kìa. Này thì nhảy. Like a boss. Nhảy xuống ăn một viên đạn ngay đầu. Thà nó đéo nhảy nó đâu có đâu bị dính đâu. Can cuối cùng phải không? Biết mà. Đốp đi gan. Đốp đi. What? Cái này đúng nghĩa là tránh vô dừa gặp vô dừa. Quá nào thôi chứ. Nãy mình vừa mới đó đá kiểu như đốt hết đám macaron kia xong. Tức là mình là macaron mạnh nhất ở đây. Rồi không có ai có thể mạnh hơn người ta. Kiểu như cái đứa nào mạnh hơn người ta sẽ đố. Nghĩ sao vậy? Đố mày mấy. Chơi với mày vài lần là tao biết cái style bắn súng với mày rồi. Không có cửa đâu em ha. Đó, quá điệu nghệ. Chạy nữa. Chế mày vài lần tao hiểu ý mày đâu rồi. Nghĩ sao vậy?
À, đây đây đâu tam giác đâu, đây 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 để anh đó. Đúng rồi, đúng, nó biến hình rồi. Đâu nó là người nhưng mà nó khả năng biến hình. Con nào ra luôn đi, trời ơi. Đấy, nhìn như ghê sao. Hết rồi, hình như hết rồi. Nè, quá điêu luyện. Nghe tiếng gì đó đâu đây. Oh shit. Con bá dơ này. Ôi ôi ôi, mặt này được. Như muỗng chó đang lên cơn dại và cần phải được tiêm thuốc dại. Đâm vậy mà không xin nhê. Bắn bắn đâu, bắn cái mông đó. Đó, đúng rồi, đó, đó. Đâm nó vào, đâm mạnh nó vào. Đâm kiểu như là quyết chiến vậy, giống như bùi đời trời lớp mà. Vãi nồi thiệt chứ. Mấy bạn lồng tiếng, sao lâu mình lồng tiếng nghe cũng bựa thiệt chứ. Mình không muốn lồng tiếng mà cảm xúc, kiểu như một cách để bày tỏ cảm xúc. Ví dụ, phải chơi tới bến, kêu quần què gì vậy. Oh shit man. Đi với nhỏ này đúng là một cái vấn đề. Sao? Succeed without powerful friends in the government. You saw on the docks how your own ranks have been infiltrated. If it is as you say, then surely I would. The war has turned against the half-breeds. They are now using the United India Company to spread terror throughout the world. You must help us. I'm a knight, sworn to protect the realm, not bring it crashing down. Then you must trust no one. Fare you well, knight. Would only we could have met on different circumstances. Where shall I find you? Whisper my name in Whitechapel, and I will be there. Gray, what in the world is going on? Not now, is he? Don't walk away from me. I saw you at Whitechapel. You followed me? I was worried about you. You fled like a madman after the battle on the bridge. You know nothing. Less than nothing. Is this some kind of clandestine infiltration? Is that what you're up to? This isn't the time. Gray, what's happened to you? Ever since Mallory was killed, I look at you and... What? What do you see? I don't know. A stranger. Someone I'm not sure I can trust anymore. Whatever it is, for God's sake, tell me. Not this time, is he? And you do well to stay clear of me. For your own good. You! Find General Lafayette and summon him to the library. Conspiracy runs to the very heart of the council. This allegation is monstrous. I refuse to believe it. The Lord Chancellor will permit me. I will not permit. And you will say nothing more of these ridiculous suspicions. All the years I've known your father, never have I seen him so obstinate. Your allegations strike at the very heart of the Empire. I fear he cannot sustain another blow as great as the loss of Mallory. All he need do is journey to Blackwall Yard. For what evidence? The destruction was total. A clear case of arson, according to Commissioner Doyle. Apparently, a small group of rebels was seen on the docks. It was all rather... What is the word the Commissioner is so fond of? Oh yes, elementary. Now what do you think? I have no opinion. Should you wish, I can attempt to persuade the Lord Chancellor to put the matter before the Council. If it is true that we have a traitor in our midst, word is bound to get back to the conspirators. What do you propose? Breach the walls of the United India House under cover of night.
Any information that will shed light on the events of the last few days must surely be found there. Trespass on the company's headquarters. You are cut from the same cloth as Mallory. Drastic circumstances call for drastic measures. I would have your assistance, Alistair. I hardly think it proper for the Knight Commander to be seen... You know the lay of the land. I will need your guidance to navigate the grounds of the United India House. If a conspiracy is to be revealed, your testimony will carry weight with your father. Very well. But the two of us alone will not suffice to infiltrate the compound. If what you say is true, there are precious few we can trust. My sister, Lafayette. I cannot involve them until I have more evidence. And then who? I might know just the person who can help us. I thank you, brother. We're approaching the United India House. I assume we're not planning to enter through the front door. Not to worry. I've made preparations for our incursion. Gaining access to the compound proved to be a little more difficult than planned. We're here. Back entrance to the compound. You could say that. Evening, sir. Francis? Everything in place? As discussed, ordinances on the table, rooftop accesses to the bed. Crossbow. Brings back memories. Ancient ones at that. Thought it best we stay silent on this mission. Let's get going. Compound is patrolled all through the night. Guards man all entrances. What's the incursion point? The gardens. Should provide us enough cover to move in unnoticed. Follow me. Should head to the rooftops. Và không rõ là mình chắc mình phải đột nhập vào cái tòa nhà của ông lãnh chúa Hastings. Và mọi nhiệm vụ mình phải đi theo cái thằng này, tại vì thằng này nó chỉ dẫn, chứ là kiểu như thằng này có quen biết gì nọ. Và mình nghĩ là cái ông đó nhìn cũng có gì ghê gớm lắm á. Có vấn gì đó không ổn, không ổn. Và mình phải thích đéo là cái máy đấy, còn nhảy được nè. Vãi cao rồi, mình cứ tưởng nhảy không được chứ. Đó, nhìn mưa trời, cái khung cảnh nó đẹp thiệt chứ. Nhìn rất là thực tế, nhìn nó không nhìn nó ảo ảo sao ấy. Đấy, vãi thanh niên, treo tường như đúng rồi. Đây, coi bố nè, 1, 2, 3. Đó, quá đẹp chứ. What the fuck, man. Má, làm mình fail thiệt chứ. Trời, má, làm cái như đang nói là nhảy là boss, vừa mới nhảy chúng này, số nhỏ thiệt chứ. Đợi cái đang lên từ từ. Chú biết là cái này nó khá là mệt không? Cho nên phải đợi một tí, từ từ bình tĩnh. Không việc gì phải gấp. Ok. Lên tới nè. Oh yeah. Lên hướng này à?
Ô, cái scene nữa nè. Nghĩa là chắc phải chuẩn bị đang làm cái gì rồi. Gì đây? Sợi dây nữa. Hello. Đồ. Cái ná thì không có tập phớt nữa. Cái này cái gì á, cái nỏ bắn gì á, bắn cung hay gì á. Đây. À, có nghĩa là mình làm gì đây? À rồi, cái này giống như zipline trong Battlefield 4, ở lộn Battlefield Hardline á. Bắn ngay chỗ này phải không? Ui, có thằng gì đó. Đúng rồi. Done. Xong rồi nè. Chú nhảy trước hả? Đã căng. Nhưng mà dây này nó không đứt ta. Cái vật đó khá là nặng nhưng mà nó không đứt. Chú đi trước đi, nhường chú đó. What the fuck? Nó có súng khác nữa hả? Vậy thì chứ. Con nhỏ đó nó cũng ưa mày đâu. Mày chết mẹ mày đi. Mặt cái thằng nó nhìn không ưa thiệt chứ. Pam, like a boss. Mình có nên như thế này không ta? Quay, đừng lại đây, giết đâm chết mẹ vậy. Tại chú số chú quá nhỏ. Rồi mình vừa mới giết người đó mà như nó bên phe mình mà phải không? Phải thì chứ, hội gì đó đời chắc là sẽ chặt đầu mình khi mình thấy mình làm cái vụ này đấy. Phải nào. Oh shit. Chào mừng các bạn đã đến với tựa game Assassin's Creed Unity phiên bản The Order 1886. Má, vậy thì chứ nhìn khá là giống đó chứ. Wow. Như cái nhiệm vụ này kêu mình phải stealth. Oh wow.